Như các bạn đã thấy, đây là một trong những trào toner mà các bạn khá là ưa thích, đó là phong cách toner Galaxy. Hôm nay mình xin review cho các bạn là cách làm sao để tô được một bức tranh đồng Galaxy như thế này. Ở đây mình sử dụng màu nước. Các bạn nhìn ha, chúng ta ở đây mình có một bộ màu nước. Mình sẽ sử dụng theo bảng màu như thế này. Mình sẽ dùng tất cả những màu này như sau. Màu này, màu này và màu này. Chúng ta cùng bắt đầu. Mình tô một lớp nước mỏng lên trên phần muốn tô Galaxy. Và cố đừng tô lem ra ngoài. Sau đó mình dùng một cây cọ số 02. Ở đây mình dùng cọ hiên. Và một chút màu đen. Thêm một chút màu xanh. Để tạo ra màu xanh đen. Bắt đầu chấm cho màu loang. Thêm một chút màu đen cho tối ở đây. Rồi. Trong lớp lớp nền bên phải đang còn nước. Chúng ta cho thêm một tí nước. Ở đây do mình đang ở quán cà phê không có đủ dụng cụ, nhưng mà tốt nhất khi tôi ở nhà các bạn nên có 2 ly nước, một ly nước nhỏ trong sạch để chúng ta lấy nước để mà pha màu, và một ly nước rửa cỏ các bạn nha. Đừng bắt chước theo mình. Một chút màu tím. Lại tiếp tục loang. Đây mình có chùa một đoạn trắng nhỏ không tô. Đoạn trắng này không cố định, miễn là ở trung tâm của bức tranh bạn vẽ. Một chút màu xanh. Một chút nước. Chấm một ít nước thừa. Các bạn đợi khô và chúng ta tiếp tục kỹ thuật sau. Ở đây thì trong cuốn Last Ocean mình đã có một bức tranh thử tô theo kiểu này và đã khô. Ở đây bạn thấy
khi nó khô thì nó sẽ ra như thế này. Và bây giờ là công đoạn trang điểm sao cho mình dùng một cây cọ để thấm ướt, ướt vừa thôi các bạn ha, để chúng ta chấm phấn màu trắng. Màu trắng nha. Các bạn dùng một cây cọ khác, cọ nhẹ. Mình sẽ đổi bằng một cây cọ to hơn cho các bạn dễ nhìn. Và dùng một cây cọ khác, các bạn cọ. Ở đây thì đáng lý ra là nên dùng màu poster thì cái màu trắng nó sẽ lên rõ hơn. Nhưng mà mình không có mang theo. Nếu bạn không có màu nước thì một cây bút keo trắng kiểu như cây bút Sakura này, Sakura Shelly Show, sẽ giúp bạn làm điều này. Tuy nhiên là sẽ hơi vất vả hơn một tí. Những chấm tròn nhỏ. To nhỏ khác nhau. Cứ làm như vậy cho đến khi bạn cảm thấy là đủ phần trắng bạn thích. Phần nhân của chúng ta đã xong, các bạn có thể nhìn thấy các bạn phải theo dõi vào review này.